Ngày hôm nay em có nhận lời đến đây để ghi hình cũng như là báo giá giùm cho anh mấy con bò. Anh chị thấy tròn trịa không ạ? À, thì đây có hai con bò chữa nha anh chị. Con kem Pháp chữa, con kem Pháp này thì nó về ngoại hình của nó đầy đặn ghê gớm ha. Con Bolaisin khú đen. Con này con bò khú đen nha, lên màu khú, dòng này mát sữa ghê. Nói chung là nó lại khú khú vậy là mấy con bò này đa phần là mát sữa hết. Và kế bên là con bò Anh Ghép, bò siêu siêu đỏ đó. Còn con cuối cùng này là con bò cái Bolaisin đó, anh chị thấy không? Mấy con bò này thì nhìn thấy về ngoại hình của nó thì cũng khá là đầy đạm. Về chân móng đi đứng thì em kiểm tra hồi nãy giờ cũng đứng đây nói chuyện thương lượng với chủ bò, thương lượng về cái giá cả cũng như là mà để cập nhật một số thông tin cho nó chính xác để cho bà con cô bác anh chị chúng ta xem và chúng ta quyết định chúng ta mua. Nè, con kem Pháp này thì anh chị biết rồi đó, nó thì đang mang thai, tình trạng con này mang thai 5 tháng anh chị. Kem Pháp con này nói về dốc dáng ngoại hình của nó thì con này chiều cao tại phía sau khu khoảng tầm 1m33-34 nha. Kem Pháp tơ đang mang thai lứa đầu. À, về rúng yếm thì đầy đủ bài bản, chân móng đi đứng thì hoàn thiện anh chị, sái tích thì hoàn toàn nghiêm chỉnh. Con này bao chữa bao khám lại trong vòng 3 ngày đầu tiên anh chị nhận bò. Và kế bên thì mình có một con bò Bolaisin. Bolaisin con này thì nó giò cẳng đi đứng cũng hoàn thiện, móng thì móng sò, rúng thì đầy đủ, sái tích thì nghiêm chỉnh luôn nha. Con này thì bao chữa cho anh chị luôn, con này bao chữa 3 tháng mấy 4 tháng ha. Tơ đang mang thai lứa đầu. À, cặp này đang báo giá là cái con kem 26, còn con này có giá 25 triệu nè anh chị. Con này bao chữa luôn nha, bao khám lại trong vòng 3 ngày đầu tiên luôn. Mặt mày thì nói chung là lên khú đen hết rồi, lên khú đen. Cái dòng mà khú đen này nè, nó đẻ con mát sữa dữ lắm luôn cho anh chị các bạn. Bò này chiều cao tại phía sau khu khoảng tầm 1m32-33 ha. Và kế bên con bò Anh Ghép, bò siêu đỏ, sái lưng sái mặt nghiêm chỉnh, nói về ngoại hình của nó nè đầy đạm lắm anh chị. Đó, đầu thì đầu trụi nha, chân móng thì móng sò. Đây anh chị xem. Đó, con này thì nó tầm 12 tháng bò, tầm 12 tháng bò ha. Con này chiều cao tại phía sau khu khoảng tầm 1m23-24 anh chị. 1m23-24 qua bự xương chậu rộng nè, đầy đạm lắm. Chân móng nghiêm chỉnh nè, đi đứng hoàn thiện. Rồi kế bên. Con này thì đang báo giá cho anh chị giá là 18 triệu nha. Con bò Anh Ghép siêu đỏ nè. Đó. Vậy thấy không? 18 triệu nha. Và kế bên thì mình có một cái con bò cái Bolaisin. Con này thì có một chút xíu điểm mi ha. Con này thì tơ tầm 12 tháng đó, chân móng đi đứng cũng hoàn thiện, móng cũng móng sò luôn ha. Rúng thì bài bản, rúng là rúng chiền dầu yếm tốt, sái tích nghiêm chỉnh. Con này thì được cái đẻ sau này đẻ con rất sai con. Chốt giá cho anh chị con này giá 15 triệu. Chân móng anh chị thấy không? Đi đứng đảm bảo nghiêm chỉnh, khi mà giao đến được quyền kiểm tra trước khi thanh toán luôn ha. Bò Anh Ghép siêu đỏ nè. Con này chốt giá cho anh chị giá 18 triệu nha. Đây. Chân móng nè. Anh Ghép siêu đỏ. Đó. Còn con này thì 15 triệu nè. Con này chiều hai con này chiều cao khoảng tầm 1m23-24 anh chị. Chốt giá cho anh chị con này có giá 15, con này có giá 18. Anh Ghét lúc nào giá bò giá nó cũng cao hơn ha, giá trị nó cũng cao hơn ha. Còn hai con này, con Bolaisin khú này nè, khú đen này nè, bao chữa nó tầm 3 tháng mấy 4 tháng. Còn con kem Pháp này chữa cũng chữa tơ luôn ha. Và giá của hai con bò này thì con này 25, còn con này 26 triệu. Và chiều cao của những con bò này thì bây giờ em sẽ cập nhật ngay và liền để cho bà con cô bác anh chị nào chúng ta xem, mà chúng ta muốn mua thì chúng ta liên hệ giùm em ha. Mình vui lòng mình đo hạo ra chiều cao bức tường hoặc là cây cột trước khi mà mình quyết định mình mua. Thì thông báo đến bà con cô bác anh chị thì hiện bây giờ em đang có một chuyến xe ghép bò về tỉnh Bình Thuận. Tỉnh Bình Thuận, tỉnh Tây Ninh nha. Tỉnh từ Bình Thuận, tỉnh Tây Ninh, Đức Hòa, Đức Huệ. Đó. Còn con này nè, chiều cao tại phía sau khu của nó là 1m36 nè. Con kem Pháp nè anh chị, chiều cao tại phía sau khu 1m36. Còn con bò khú đen này chiều cao tại phía sau khu là 1m33. Còn con bò Anh Ghép này thì chiều cao tại phía sau khu là 1m23-24 nè. Hai con này một cỡ nha anh chị nha.
và giá thành của từng con thì em đã cập nhật cũng như là thông báo cho bà con cô bác anh chị rồi. Anh chị nào có nhu cầu mua thì có thể liên hệ giùm em ha. Rồi thì bây giờ em xin kết thúc video ở đây và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở video kế tiếp. Xin thân ái kính chào.